Let's rock, baby. Vậy đi ông cháu, vậy đi ông cháu ơi. Phil Smith và cả 18 tầng điện cũng sắp gặp bến TGG rồi đấy. Phil Smith hiện tại có thể gọi là engine toàn năng khi chỉ cần nhìn vào các top deck ở OGG có thể thấy là anh chàng này xuất hiện ở mỗi bộ bài, kể cả một bộ bài Dustin, một bộ bài các bạn chỉ có thấy ở trong các clip table 500 của các YouTuber, một bộ bài mà gọi là rất là vớ vẩn, bây giờ có thể đánh ngang với các deck meta. Vậy hãy tìm hiểu với mình là Phil Smith có gì đặc biệt tới vậy nhé. Tộc bài được lấy cảm hứng phần nhiều từ series Devil May Cry của mạng hàng shop Capcom, với nhân vật được lấy cảm hứng chính là Dante. Giao diện gần nhất sẽ là Dante có phần Devil May Cry 3, dĩ nhiên đã qua chỉnh sửa cho mấy cái bản quyền. Cùng với đó là các lá bài khác của tộc bài, cũng như anh Dante cầm các Devil's Arm. Phil Smith cũng cầm những vũ khí dựa trên những con quỷ khác nhau. Hơn thế nữa, những lá bài Fusion trong extra deck của tộc bài này cũng giống như Devil Trigger của Devil May Cry, khi mà anh ta có thể hóa thành dạng quỷ và cường hóa khả năng chiến đấu của mình. Trừ lá bài chủ lực là Phil Smith Engraver ra thì tất cả những lá bài còn lại của tộc bài được đặt tên theo những nghi thức tiếng Latin hoặc là những bài hát tiếng Latin theo hệ thống thờ phụng Thiên Chúa phương Tây. Lớp chơi của tộc bài này xoay quanh anh chàng Phil Smith Engraver và vô số dạng dung hợp khác trong bộ bài của anh ta. Bản thân anh ta có khả năng tự discard bản thân để search một lá bài Phil Smith ở trong deck, sau đó tự hồi sinh lại bằng cách shuffle một quái thú like Phil về deck hoặc extra deck. Thứ hai, bằng cách target một link Phil Smith Monster đang được xem một lá bài trang bị và quái thú trên sân, Phil Smith có thể gửi cả hai xuống mộ như lập tức dọn sân. Về các lá bài của bộ bài này, chúng ta có Phil Smith Engraver, bạn có thể discard lá bài này thêm một Phil Smith Spelltrap từ deck lên tay. Bạn có thể target một Phil Smith Equip card bạn control vào một monster trên sân, xem cả hai xuống mộ. Nếu lá bài này có trong mộ bạn, bạn có thể shuffle một like pin khác trong mộ về deck hoặc extra deck Special Summon the Phil Smith. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi effect của card này một lần một lượt. Phil Smith Death Array với nguyên liệu là Phil Smith Engraver và hai Lightning Monster. Hiệu ứng nhanh, bạn có thể negate hiệu ứng của số kẹt ngửi trên field bằng với số link rating của Link Monster để equip cho lá bài này cho tới cuối lượt. Nếu lá bài này được gửi xuống mộ, bạn có thể shuffle một Lightning khác từ mộ về deck hoặc extra deck. Sau đó, target một card trên sân, xem xuống mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi effect của lá bài này một lần một lượt. Phil Smith Lightning Monster với nguyên liệu là hai Lightning Monster. Quái thú opponent điều khiển mất 600 attack và chỉ có thể dùng mỗi effect của lá bài này một lần một lượt. Nếu lá bài này được Fusion Summon, bạn có thể target một Lightning Monster dưới mộ hồi Banish, thêm lên tay hoặc Special Summon lá bài này. Nếu lá bài này được xem xuống mộ, bạn có thể shuffle một Lightning khác tên trong mộ vừa deck và extra deck, gây càng 200 thiệt hại cho đối phương. Mikrakum với nguyên liệu là một Lightning Monster. Bạn chỉ có thể Special Summon lá bài này một lần lượt. Trong main phase quý effect, bạn có thể tribute lá bài này Special Summon quái thú Phil Smith từ bộ bài hoặc tay. Bạn có thể target một quái thú like Phil không phải Link bạn đang điều khiển. Equip lá bài này từ sân hoặc mộ cho monster bạn đang điều khiển nhiều equip spell giúp tăng 600 attack. Bạn chỉ có thể dùng mỗi effect một lần một lượt. Phil Smith Sequentia với nguyên liệu là 2 monster, trong đó có một like Phil. Trong main phase, bạn có thể Fusion Summon một Phil Fusion từ extra deck bằng cách shuffle nguyên liệu từ mộ về deck. Bạn có thể target một non-like Phil Monster về điều khiển. Equip card này từ sân hoặc mộ cho monster kèm với hiệu ứng sau. Đối thủ không để target lá bài này với cả effect. Bạn chỉ có thể dùng mỗi effect của lá bài này một lần một lượt. Phil Smith Tractus add một like Phil Monster từ deck lên tay, sau đó discard một kẹt. Bạn có thể banish lá bài này Fusion Summon một Phil Smith từ extra deck, dùng nguyên liệu từ hand hoặc field. Bạn có thể dùng mỗi effect một lần một lượt. Phil Smith Sanctus, nếu bạn không điều khiển face up monster hoặc tất cả face up monster bạn điều khiển là like Phil, Special Summon một Phil Smith token Phil like level 1 attack 0 def 0.
Từ giờ tới cuối lượt bạn không thể tấn công bởi các monster khác trừ Finn. Nếu một face up Finn Smith bạn được kiểm bị destroy bởi phát của đối phương cái lá bài này trong mộ. Bạn có thể set lá bài này sân lại, bạn chỉ có thể dùng mỗi effect một lần một lượt. Finn Smith in Paradism. Target một level 7 hoặc cao like Finn Man Control. Set tất cả cạc trên sân xuống mộ trừ monster đó. Nếu lá bài này trong mộ vào opponent special summon quái thú, trừ ở trong damage step, bạn có thể banish lá bài này, xem một Finn Smith monster để các sở deck xuống mộ. Bạn chỉ có thể dùng mỗi effect của lá bài này một lần một lượt. Finn Smith hiện tại vẫn chưa có đủ hỗ trợ để đánh thuần, nên ở video này chúng mình sẽ hướng dẫn và tiếp cận Finn Smith theo hướng engine. Đầu tiên ta sẽ cần 3 Finn Smith. Tiếp theo là 3 Finn Smith Tractors, 1 Fable Lurry và extra deck bạn sẽ cần mua được Blue Sky, 1 DS Era từ 0 tới 1 Macrimosa, 1 Requiem Sequentia. Và tùy theo deck bạn chơi thì bạn sẽ chọn Beatrix Lady of the Eternal bằng DDD hay Wave King Caesar. Với combo này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng một kẹt combo để lên được Beatrix. Đầu tiên sử dụng Finn Smith Engraver, discard bản thân anh ta để add Finn Smith Tractors lên tay. Sau khi add Finn Smith Tractors, kích hoạt Finn Smith Tractors để đưa lên tay Fable Lurry. Sau đó discard Fable Lurry dựa trên hiệu ứng của Tractors. Fable Lurry sau khi bị discard sẽ thử Special Summon lại lên sân. Sử dụng Fable Lurry link lên Finn Smith Requiem. Sau đó sử dụng hiệu của Finn Smith Requiem tự tribute chính nó để special một The Finn Smith lên trên sân đấu. Cuối cùng, sử dụng Finn Smith Engraver dưới mộ, shuffle back một like Finn ở trong mộ để special summon anh ta lên sân. Từ đây bạn đã có hai sát để overlay lên Beatrix, sau đó gửi một cạc bất kỳ từ deck xuống mộ. Quá tuyệt vời và đơn giản. Hiện tại dù chưa để đánh thuần như lục deck, nhưng Finn Smith đã chứng minh được sức mạnh của mình rất lớn. Vì vậy, bạn còn ngại nhiều không nâng cấp sức mạnh cho bộ bài của mình với anh chàng này. Sản phẩm Booster Box Infinite Forbidden hiện tại đang sắp cập bến Kisara Board Game Cafe. Các bạn hãy cùng chào đón anh chàng nghỉ pizza, tung hoành banh chành TCG và cập nhật sức mạnh cho bộ bài của riêng mình nhé. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Bạn là một người hướng ngoại, không biết tới đâu để offline các cặp game, nhìn các sản phẩm cặp game mới thì Kisara Board Game đều có thể đáp ứng cho bạn. Nếu bạn là một người hướng nội, một bút chi thì shop cũng có thể đáp ứng cho bạn thông qua hệ thống web và Shopee sẵn sàng phục vụ. Hãy tới với Kisara Board Game để được trải nghiệm các sản phẩm mới, offline cặp game và gặp mở nhiều bạn mới nhé. Các bạn hãy đến shop Kisara ở 930-46 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh để săn ngay những lá bài hiếm nhé. What the hell is this?